Chào chú anh chị và các bạn nha. Em mới về một ít đồ đây. Em có một cặp loa bát Thái 500B. Đẹp zin nha cô chú anh chị. Em có một tay ạ. Đây, bát Thái 500B đẹp zin nha. Đó. Rồi, cặp này em bán với giá 2.500k bao ship tới nhà nha. Bát Thái 500B. Đẹp zin. Đây một cặp PA ở đây. Để mang dép vô. Cặp PA này bát súp 50 từ 22 con 100. Đây. Số đây. Rồi cặp này em bán với giá là 2.200k bao ship tới nhà nha. Bát súp 50 một cặp đi cô chú anh chị. Đây. Hai triệu 200k với súp tới nhà nha. Cặp súp 50 này từ 22 con 100. Cô chú nào cái cần cái chụp hình lại cho con nha. Đây có một cặp này là hình như là cái sườn hơi bị cao nha, hậu sâu lắm. Cặp này là từ 200 230, phải không ta? Này 220 230 đúng rồi, 230 thì côn chắc khoảng 100 á. Đây một cặp nha. Cặp này không được đẹp nha, giấy thì nó có một cái nó bị hư nhện nè cô chú anh chị, về hai cái còn khá bình thường, giấy không đẹp, con cái hư nhện về phải làm nhện lên cô chú anh chị. Cặp bát súp 50 này em bán với giá 1.500k bao ship tới nhà nha. Đây cặp này em xả luôn 1.500k bao ship tới nhà. Này là màn sâu lắm cô chú anh chị. Rồi em tiếp đi. Đây tiếp theo bát Thái 300B nữa nha. Đây. Cặp này có dấu tháo nấm thì chúng chị em bán với giá 2.000.000 một cặp bao ship tới nhà nha. Bát Thái 500B từ này từ 190 của 76 này của chú chị. Đó, cặp này là 2.000.000 bao ship tới nhà cô chú anh chị. Đây, em còn cặp bát Thái ở đây. Đây, cũng 2.000.000 bao ship tới nhà, cái này là có dấu tháo nấm rồi cô chú anh chị, giấy là chưa bứng nha. Rồi, 2.000.000 một cặp bát Thái bao ship tới nhà, 2.000.000 một cặp. Nếu mà lo này thí dụ như anh em có làm côn á, em cho làm côn đi, không bao giờ người ta để côn thường vô đâu. Nếu mà đồ này em mua này là đồ đang xài nha. Tại mà người ta hay thay côn zin, không bao giờ họ để côn thường vô xài đâu. Cặp này là 2.000.000. Cặp này ủa cặp máy tay lai miếng giấy của chú chị ơi. Cặp này em bán giá 1.800.000 nha. 1.800.000 ở xíu tới nhà của chú chị. Cặp này lai một miếng giấy rồi. Đây. Này là cũng bát bát Nesso từ 190 của 76. Lo này còn hình như là cũng còn đẹp lắm cô chú anh chị, còn nguyên zin luôn nha. Cặp này em bán với giá 1.800.000 bao ship tới nhà cô chú anh chị. Này là lo 4. Lo 4. Cặp này em bán rồi. Này lo 5. Lo 5. Rồi tới người tiếp nha. Em có một cặp chép RCF 750 đẹp zin, em bán với giá 800k bao ship tới nhà. Chẹp DJ này đúng hàng DJ nghe cô chú anh chị. Cặp này em bán với giá cũng 800k bao ship tới nhà. Đây có một cặp chép Thái đây cô chú anh chị ạ. Cặp chép Thái này nếu mà em tại vì độ của khách đang xài em cũng không thấy được kiểm tra nha. Cái này là chắc chắn là côn zin rồi nè. Cái này cũng côn zin nè, nhưng mà Thái này là quan trọng, Thái này phải coi là tại vì thí dụ như mà chúng ta để côn chợ vô thì không biết được đâu. Về cặp này anh cô chú anh chị nè, cứ nếu chốt cái chụp màn hình lộ cho em sẽ coi kiểm tra, nếu mà còn zin em sẽ bán cho cô anh chị cái giá em sẽ đưa ra nha. Bây giờ trước mắt là em cứ báo giá zin đi nha. Cặp này em bán với giá 1.500k
bao ship tới nhà 3 tháng nha cô chú anh chị. Ê, ship trái bẻ là 10 tháng nha. Đó, nếu mà cool không zin em sẽ bán giá khác, còn nếu mà tại vì cô chú anh chị cứ chụp hình gửi cho em, nếu mà chốt Hiếu ơi, chú chốt cặp chép Thái 750 này thì em sẽ tháo ra, em sẽ coi giá 1,5 triệu của em là phải cool zin cặp này nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị cần cứ chụp hình lại gửi cho em nha. Rồi thôi bữa nay em quay nhiều đi thôi, ở đây còn nữa. Nếu quay tiếp cho cô chú chị xem men thì em cũng khá là nhiều nha. Rồi bữa nay em đang gãi vàng nha nè, của khách. Cặp súp Marshall từ 280-225 nữa nè em xả luôn nha. Em bán với giá này là em kiểm tra hồi tối ông khách ông chốt quá, nhưng mà anh em thì cái gì nó rõ ràng cái nấy. Nghĩa là nếu mà báo cool, cool zin là phải cool zin, còn làm thì làm nha. Cái này là nó có làm cool một cái, dán núm khá là khéo nha. Nhìn không biết đâu nha cô chú anh chị. Cái này làm cool nè. Cái này là cool zin nè. Em bán với giá cặp này là 3 triệu bao ship tới nhà luôn. Bữa nay em bán giá là bao ship tới nhà cô chú anh chị nè. Nếu mà anh em mình gần đây thôi nha, chứ xa quá là phí ship phải hỗ trợ em nha. Tại vì nếu mà ra tới vùng ngoài là phải hỗ trợ em cặp này, tại cặp này gửi khá là đắt tiền nha. Cặp này cặp Marshall này 3 triệu. Cặp GCF này GCF từ 28-25 nữa em cũng bán với giá 3 triệu luôn. Này là cái này cặp này, cặp này hai cái đã có tháo núm nè. Đó, cô chú anh chị cứ lựa nha. Cái nào được cái chụp hình gỗ cho em thì em sẽ thực tế cho em có sao em nói vậy à. Tại vì anh cô chú anh chị ở xa thì có sao nói vậy, mất công hàng tới luôn, em sợ vô đó lắm. Đó, mình báo chính xác khỏi sợ quay hàng đầu về. Trừ khi cô chú anh chị kẹt công việc không nhận hàng thôi, chứ thật sự ra nếu hàng em gửi đi thì đa số là đúng hàng thì cô chú anh chị cứ nhận rồi. Em có đây giỏ Agray, Agray thanh nhôm cô chú anh chị. Em khuyến cáo là giỏ này cô chú anh chị cứ lại nhà em lấy nha, em sẽ bán cái giá bao rẻ luôn cho, chứ đừng gửi đi, gửi đi phí nặng lắm. Nói chung là em cũng nói trước luôn, giỏ Agray này thanh nhôm hỏng chạm đầy đủ đó, em bán với giá 1,1 triệu không bao ship nha. Giỏ này là lại nhà lấy nha cô chú anh chị. Đó, cặp full đơn này em bán có giá cũng 1,1 triệu luôn. Giờ này 1,1 triệu với điều kiện là giỏ phải đẹp cô chú anh chị. Mấy giỏ này là đẹp không cô chú anh chị. Đó, 1,1 triệu không chạm đầy đủ nha cô chú anh chị. Súp này thì nói chung là súp này cô chú anh chị lại nhà em bán cho một cặp 800-900 ngàn cặp thôi. Giỏ súp này nè, tại vì em không gỡ xa được. Rồi cặp full đơn này cũng xả luôn, 1,1 triệu ha, là có mạch lọc, có họng chạm đầy đủ, không có mạch lọc nha. Còn giỏ full đơn này em cũng bán với giá 1 triệu thôi. Một giỏ full đơn là 1,1 triệu cặp, em có 4 cái đây. Đó là họng chạm đầy đủ nha cô chú anh chị. Tiếp kế tiếp là em có cái mạch lọc bãi của Array ra đây. Mạch lọc này tiếng quýnh chuẩn lắm nghe cũng vậy, em nghe, em đã từng nghe cái mạch lọc này rồi em biết mạch lọc này quýnh tiếng đẹp lắm. Đó, mạch lọc này em có 2, 4, 6 cái này em bán với giá 1,500 rồi. Rồi em chào cô chú anh chị nha, chúc cô chú anh chị buổi chiều vui vẻ nha. Rồi chào cô chú anh chị ạ.